Kính thưa cô và các anh chị đồng nghiệp, thì hôm nay em xin phép được chọn các chuyên đề, đó là đánh giá nguy cơ phẫu thuật ở bệnh nhân có bệnh gan. Phần trình bày của em sẽ gồm các vấn đề. Thứ nhất sẽ nói về tổng quan. Thứ hai là nói về các tầm soát bệnh gan trước khi phẫu thuật. Thứ ba là đánh giá nguy cơ phẫu thuật. Thứ tư là tối ưu hóa điều trị. Và thứ năm là tổng kết và khuyến cáo. Thì đối với chúng ta đã biết, những cái bệnh nhân mà họ mắc bệnh gan á, họ cũng sẽ có những cái nhu cầu cần được phẫu thuật, như đối với những bệnh nhân khỏe mạnh. Nhưng trên những cái đối tượng này thì cái vấn đề phẫu thuật đó, họ sẽ có nguy cơ gặp tai biến về gây mê cũng như là phẫu thuật cao hơn so với người mà có cái gan khỏe mạnh. Trên những cái đối tượng này, trên những cái bệnh nhân sơ gan á, thì thường người ta có những cái vấn đề ví dụ như là rối loạn về chức năng tổng hợp protein, gây suy dinh dưỡng, teo cơ, cản trở sự lành của vết thương và phục hồi thể chất sau phẫu thuật, tăng nguy cơ nhiễm trùng cũng có và có thể làm giảm cái chuyển hóa của thuốc ở trên gan, và kèm theo đó là cái tình trạng tăng áp cửa như lách to cũng cản trở cái quá trình cầm máu ban đầu, tăng cái nguy cơ biến chứng chảy máu sau phẫu thuật. Và đối với những cái mức độ nguy cơ phẫu thuật, mức độ nguy cơ nó sẽ phụ thuộc vào từng loại và cái độ nặng của cái bệnh gan cũng như là cái phương pháp phẫu thuật và gây mê. Thì trong cái chuyên đề này, em xin phép được đề cập đến cái nguy cơ phẫu thuật ở những bệnh nhân mắc cái bệnh gan mà họ không kèm theo những cái bệnh lý khác như nặng như là bệnh tim mạch v.v. Thì mình đi vào cái vấn đề là tầm soát bệnh gan trước khi phẫu thuật. Thì người ta khuyến cáo rằng tất cả các bệnh nhân trước khi phẫu thuật thì cần được phải thăm khám lại, hỏi kỹ về bệnh sử, tiền căn, cũng như là thăm khám nhằm phát hiện và loại trừ những cái yếu tố nguy cơ của bệnh gan. Về mặt tiền căn, chúng ta cần phải hỏi lại tất cả các lần truyền máu trước đây nè, những cái hình xăm, tiền căn sử dụng những cái thuốc chất kích thích, những vấn đề về quan hệ tình dục, nhiều bạn tình hoặc là những cái bệnh lý lây truyền qua đường tình dục. Hoặc là tiền căn có gia đình vàng da hoặc là mắc về các bệnh lý gan, hoặc là tiền sử của người bệnh có vàng da hoặc là sốt đối với gây mê, hoặc là sử dụng rượu bia từ trong quá khứ đến hiện tại số lượng như thế nào, cũng như là tất cả các thuốc đang dùng là những loại thuốc gì, và mình phải khám trên lâm sàng các dấu hiệu gợi ý của bệnh gan mạn như các dấu hiệu của hội chứng tăng áp cửa hay là các dấu hiệu của hội chứng suy tế bào gan, như là móng trắng làm bằng tay son, môi son, vân vân. Thì chúng ta đã thấy trên lâm sàng nhiều khi chúng ta chỉ là dựa vào cái xét nghiệm hai cái men AST và ALT để đánh giá cái phẫu thuật. Tuy nhiên thì nếu mà chỉ dựa vào hai cái men đó không thì không đủ, nó không có lượng giá được cái độ nặng của bệnh gan. Do đó vì cái nguy cơ trên phẫu thuật trên những bệnh nhân gan nó phụ thuộc nhiều các yếu tố khác nữa. Thì mình nói về các ảnh hưởng của gây mê và phẫu thuật trên bệnh gan thì nó sẽ phụ thuộc vào các phương pháp gây mê được phẫu thuật, các phương pháp gây mê được sử dụng, từng loại phương pháp, cái phẫu thuật riêng, nó phân tầng từng cái nhóm phẫu thuật riêng, hoặc là cái độ nặng của bệnh gan là như thế nào. Ngoài ra những cái biến cố chu phẫu như là tụt huyết áp nè, nhiễm trùng hoặc là sử dụng các thuốc độc gan có thể phối hợp làm tổn thương gan xảy ra trong suốt cái quá trình phẫu thuật. Và khi đánh giá cái nguy cơ phẫu thuật, việc đánh giá nguy cơ phẫu thuật ở bệnh nhân thì mình quan trọng nhắc lại ba điều quan trọng là mình phải lượng giá được cái độ nặng của bệnh gan. Thứ hai là cái mức độ khẩn cấp của cái phẫu thuật, hoặc là coi xem xét những cái điều trị thay thế cho phẫu thuật. Và thứ ba là các bệnh lý đi kèm. Thì như chúng ta đã biết là phần lớn các nghiên cứu khi mà nó đánh giá nguy cơ phẫu thuật thì thường nó đánh giá trên đều tập trung trên những cái bệnh nhân sơ gan. Vì ở những cái bệnh nhân sơ gan trải qua các loại phẫu thuật như là phẫu thuật ở trong ổ bụng, nó phân tầng những cái phẫu thuật ở trong ổ bụng như là cắt túi mật, cắt dạ dày hay đại tràng, hay là những cái phẫu thuật tim, hay là những cái phẫu thuật cấp cứu, hay là những cái phẫu thuật tắc
gan phải đối diện với những cái yếu tố nguy cơ đã được xác định rõ, như đó là tình trạng thiếu máu nè, bán bụng, tình trạng bệnh gan mất bù, bệnh não gan, là giảm albumin máu, giảm oxy máu, nhiễm trùng, vàng da, suy dinh dưỡng, tăng áp cửa và rối loạn đông máu. Thì trong cái phân nhóm độ nặng của bệnh gan, chúng ta sẽ chia thành 3 nhóm, là nhóm những bệnh nhân có chống chỉ định với phẫu thuật, thứ hai là nhóm những cái bệnh nhân có yếu tố tăng yếu tố nguy cơ nhưng mà nó thay đổi chủ yếu là trên những bệnh nhân xơ gan, và thứ ba là nhóm bệnh nhân có ít yếu tố nguy cơ. Đầu tiên á, là mình sẽ coi là cái nhóm bệnh nhân có chống chỉ định với phẫu thuật. Thì có nhiều cái yếu tố đã được xác định liên quan đến tỷ lệ tử vong cao do phẫu thuật. Và các bệnh lý này được xem là chống chỉ định đối với phẫu thuật. Nó bao gồm là viêm gan cấp, do rượu, do virus, suy gan cấp, viêm gan, sơ gan chai xơ, viêm gan mãn mức độ nặng và rối loạn đông máu nặng, hoặc là các biến chứng ngoài gan như là suy thận, bệnh cơ tim, bệnh suy tim hay là tình trạng giảm oxy máu. Điểm qua về cái vấn đề cái vấn đề chống chỉ định trên phẫu thuật trên những bệnh nhân viêm gan cấp hoặc là suy gan cấp, thì người ta thấy đây là một cái chống chỉ định cho phẫu thuật. Thì các nghiên cứu nó cũng đã chứng minh rằng cái tỷ lệ tử vong khi phẫu thuật có thể lên đến 10-13% ở nhóm bệnh nhân mà người ta phẫu thuật vàng da có mỡ bụng. Và cũng tương tự như trên những cái đối tượng suy gan, thì ngoài cái trên những cái đối tượng suy gan thì họ có những cái vấn đề rối loạn đông máu vân vân, tổng trạng rất là yếu, hầu như không có khả năng chịu đựng được một cái cuộc phẫu thuật khác ngoài việc làm ghép gan. Trên những cái đối tượng viêm gan cấp do rượu thì người ta thấy phẫu thuật chương trình nên chống chỉ định trên những cái đối tượng viêm gan cấp do rượu. Thì những cái trước những năm 1980 á, người ta thấy cái tỷ lệ này nó rất là cao, tỷ lệ tử vong trên những cái đối tượng mà viêm gan cấp do rượu mà được phẫu thuật nó có thể lên đến 55-100%. Nhưng mà sau này á, thì có thể do về những cái tiến bộ trong cái kỹ thuật mổ, kỹ thuật chăm sóc sau mổ, nên cái kết cục ở những bệnh nhân này được cải thiện hơn. Bằng chứng là qua một cái nghiên cứu được năm 1984, ghi nhận trên 164 bệnh nhân mà họ có xơ gan do rượu và có xuất huyết do vỡ gan tĩnh mạch thực quản, có phẫu thuật cấp cứu tạo xanh tĩnh mạch cửa, thì trong đó có 49 bệnh nhân, chiếm khoảng 30%, có bằng chứng là mô bệnh học của tình trạng đang viêm cấp, viêm gan cấp do rượu. Thì họ thấy cái tỷ lệ sống còn tương tự như cái nhóm mà có sơ gan nhưng mà không có viêm gan cấp do rượu, sau cái thời gian theo dõi là 30 ngày, 1 năm, 5 năm và 10 năm. Nhưng mà chung quy lại thì họ cũng vẫn khuyến cáo rằng đối với những cái bệnh nhân có tình trạng viêm gan cấp do rượu thì nên trì hoãn ít nhất là 12 tuần. Hoặc là ở những cái trung tâm mà có khả năng sinh thiết gan thì cần phải sinh thiết gan lại để đánh giá có cái tình trạng viêm cấp do rượu hay không. Và từ đó cái mức độ nặng của bệnh gan tiềm ẩn như thế nào cần được đánh giá lại trước khi đưa ra cái quyết định cuối cùng. Qua cái nhóm thứ hai chúng ta cần phải quan tâm, đó là nhóm những cái bệnh nhân có nguy cơ gia tăng, có tăng nguy cơ mà nó thay đổi. Thì thường người ta tập trung trên đối tượng đó là xơ gan. Thì nguy cơ phẫu thuật trên những cái bệnh nhân này nó phụ thuộc vào độ nặng của bệnh gan, tình trạng lâm sàng cũng như là các phương pháp phẫu thuật đã đề cập phía trên. Thì trong khoảng 30 năm trước thì cái chỉ số Smelter là một cái chỉ số Chalmers, thì là đó một cái chỉ số kinh điển chúng ta đã biết trong phân loại của xơ gan. Nó là một cái yếu tố tiên lượng chính về nguy cơ phẫu thuật trên bệnh nhân xơ gan. Trong những năm về sau á, thì người ta thấy có những cái nghiên cứu mới cho thấy cái chỉ số Mayo Score hoặc là Mayo Risk Score và các chỉ số đánh giá nguy cơ khác có thể thấy nó có cái tính vượt trội hơn cái Chalmers ban đầu. Gần đây á, thì có các phương pháp về đo cái độ đàn hồi, đo độ cứng của gan bằng cái phương pháp đo độ đàn hồi tháng qua cũng có ý nghĩa tiên lượng
kết cục sau mổ và nó đang được nghiên cứu. Thì đây là các phân độ Chalmers kinh điển mà chúng ta đã biết. Nó sẽ dựa vào năm cái đặc điểm, đó là bán bụng nè, bilirubin nè, albumin, BT hay INE và vấn đề bệnh não gan. Thì bệnh nhân khi mà được phân loại là Chai A á, thì có điểm từ 5 đến 6, Chai B là điểm từ 7 đến 9 và Chai C là điểm từ 10 đến 15. Thì điểm qua những cái nghiên cứu về cái điểm chai bớt trong trên những cái bệnh nhân xơ gan mà phẫu thuật, thì có nhiều cái nghiên cứu hồi cứu người ta thấy rằng cái tỷ lệ tử vong và bệnh tật chu phẫu ở những bệnh nhân xơ gan nó có tương quan tốt với cái phân độ chai bớt. Thì điển hình là một nghiên cứu năm 1984 của tác giả Garrison. Ông thấy rằng tỷ lệ phẫu thuật chu phẫu là khoảng 10%, 31%, 76% trên cái đối tượng chai A, chai B, chai C thực hiện khi mà ông khảo sát trên 100 bệnh nhân có xơ gan, có do rượu và có phẫu thuật ở vùng bụng. Từ đó họ phân tích đa biến trong cái nghiên cứu này, họ kết luận rằng phân loại chai bớt là cái yếu tố tiên lượng tốt nhất về tỷ lệ tử vong và bệnh tật liên quan đến phẫu thuật trên bệnh nhân xơ gan. Cũng có kết quả tương đồng với nghiên cứu ở đó là nghiên cứu năm 1997 của ông Mansour. Thì ông nghiên cứu trên 92 bệnh nhân xơ gan có liên quan đến rượu được phẫu thuật vùng bụng, thì ông thấy cái tỷ lệ tử vong ở từng nhóm tương ứng là 10% đối với chai A, 30% đối với chai B và 82% đối với chai C. Tuy nhiên, sau những cái nghiên cứu gần đây họ công bố thì có vẻ như cái tỷ lệ nó có thấp hơn. Điển hình là năm 2010, ông Telem ổng nghiên cứu trên 100 bệnh nhân được phẫu thuật. Thì ổng thấy cái tỷ lệ tử vong là khoảng 2% cho chai A và 12% cho chai B và chai C. Nhưng mà khi mà nhìn lại á, thì cái nghiên cứu này thực hiện trên những cái bệnh nhân phẫu thuật nội soi, do vậy thì thấy cái tỷ lệ phẫu thuật nó cái tỷ lệ tử vong sau phẫu thuật nó thấp hơn. Cũng có một cái nghiên cứu năm 2011 thì nghiên cứu trên 138 bệnh nhân được phẫu thuật ổ bụng và thành bụng, thì thấy cái tỷ lệ tử vong tương ứng là 10%, 17%, 63%, và họ cũng ghi nhận lại rằng tỷ lệ tử vong sau 90 ngày là 4,6% đối với những cái nhóm mà chai bớt dưới 8 điểm, so với 70% đối với những cái nhóm mà có chai bớt trên 8 điểm. Đến những thập niên năm 2000 thì cái tỷ lệ tử vong họ thấy có vẻ như nó suy giảm nhờ những cái tiến bộ trong cái việc chăm sóc toàn diện ở bệnh nhân nặng. Điểm qua một cái nghiên cứu hồi cứu trên 261 bệnh nhân, trong đó có 45 bệnh nhân xơ gan và 216 bệnh nhân bắt cặp làm nhóm chứng không có xơ gan được phẫu thuật tim giữa từ năm 1992 đến năm 2000, và họ quan sát cái kết cục là tử vong. Thì họ thấy rằng những cái bệnh nhân á, mà có chai bớt nhỏ hơn 8 điểm thì có tỷ lệ sống còn vào khoảng thời điểm 90 ngày cao hơn những bệnh nhân có chai bớt mà trên 8 điểm, tức là tỷ lệ sống còn là khoảng 95% so với 30%. Và thêm vào đó, họ cũng có ghi nhận rằng những bệnh nhân mà chai bớt nhỏ hơn 8 điểm thì thấy cái tỷ lệ theo sống còn nó cũng tương tự như cái nhóm mà nhóm chứng, tức là họ không có xơ gan, tức là khoảng 95% so với tỷ lệ sống còn là 97%. Do vậy họ kết luận á, là đối với những cái điểm chai bớt thì họ thấy cái ngưỡng là dưới 8 nó có ý nghĩa tiên lượng tử vong. Rồi bên cạnh đó, cái điểm chai bớt thì có người ta cũng có nhiều cái điểm khác, để như là cái cách đo lường chức năng gan được đề nghị như là cái yếu tố tiên lượng của tỷ lệ tử vong và bệnh tật chu phẫu ở trên những bệnh nhân gan, ví dụ như là định lượng chức năng gan bằng cái xét nghiệm động, trong cái việc đo khả năng thanh thải của galacto, hay là kiểm tra aminobutyrin qua hơi thở, hay là độ thanh thải của idocyanin, hay là tỷ lệ chuyển hóa của lidocaine, vân vân.
Nhưng mà các nhìn chung thì các thông số này nó không có phổ biến, cái xét nghiệm này nó không có phổ biến và nó không có cái xét nghiệm nào nó cung cấp thêm thông tin thuyết phục trong cái tiên lượng so với cái chai bớt. Do đó thì hầu như các xét nghiệm này nó không được áp dụng rộng rãi. Có một cái chỉ số đó là chỉ số APEX, thì người ta thấy rằng có thể tiên lượng sống còn ở nhóm bệnh nhân xơ gan nhập viện và điều trị với trên ICU ở những cái đơn vị chăm sóc tích cực đó. Tuy nhiên, chỉ số này chưa được nghiên cứu chuyên biệt cho bệnh nhân xơ gan mà được phẫu thuật. Tiếp theo đó là cái chỉ điểm Mel score hoặc là cái Mayo Risk score. Thì cái điểm Mel score nó là một cái mô hình thống kê lại cái tiên lượng sống còn trên bệnh nhân xơ gan. Cái mô hình này nó được phát triển đầu tiên nhằm vào dự đoán cái tỷ lệ tử vong sau đặt tiếp. Đầu tiên nó được nghiên cứu về cái tỷ lệ tử vong sau đặt tiếp. Sau đó thì nó được lượng giá chủ yếu cho những cái bệnh nhân lựa chọn về ghép gan. Đó là cái nguồn gốc của cái điểm thang điểm này. Sau đó thì cái việc sử dụng cái mô hình này, người ta thấy nó có tiên lượng nguy cơ phẫu thuật ở những cái trường hợp mà không có ghép gan cho kết quả cũng rất là khả quan, và nó có thể thay thế được cái điểm chai bớt, nó có thể thay thế được cái điểm chai bớt ban đầu á, như là một cái phương pháp chính nhằm đánh giá được nguy cơ phẫu thuật. Nói về cái Mayo Risk Score thì nó là dựa trên cái nền tảng của Smell Score và cái phân độ ASA. Cái này thì những cái bác sĩ gây mê rất là rành, tại vì ASA là cái phân độ chung cho những cái bệnh nhân được phẫu thuật. Nó có 6 độ theo gây mê, theo phân loại của họ gây mê thì nó có 6 độ. Thứ nhất, ASA1 là trên những cái bệnh nhân khỏe mạnh bình thường mà không kèm béo phì. ASA2 là những bệnh nhân có bệnh hệ thống kiểm soát tốt như là tăng huyết áp nè, tiểu đường, đái tháo đường kiểm soát tốt. ASA3 là bệnh nhân có bệnh tần thân nặng hơn, ví dụ như là COPD hoặc là tiểu đường kiểm soát kém hoặc là tăng huyết áp hoặc là béo phì. ASA4 là trên những cái bệnh nhân có đe dọa, có những cái bệnh toàn thân mà đe dọa tính mạng như là nhồi máu cơ tim, đột quỵ, cơn đau thắt ngực không ổn định. AA5 là trên những cái bệnh nhân phân loại cho những cái bệnh nhân đang hấp hối, tiên lượng tử vong trong vòng 24 giờ. Còn AA6 là trên những cái bệnh nhân chết não. Thì khi mà họ kết hợp điểm Mayo Score cộng với điểm ASA thì họ ra cái phân tầng Mayo Risk Score. Thì đây là cái phân tầng Mayo Risk Score. Thì cái thang điểm này công thức tính rất là phức tạp, nhưng mà có một chúng ta có những cái bảng tính sẵn, từ đó chúng ta sẽ điền thêm những cái thông tin bên cạnh ASA, nó còn có thêm cái thông tin là tuổi của bệnh nhân, từ đó chúng ta sẽ có điểm Mayo score là bao nhiêu phần trăm, và tiên lượng tử vong trong vòng 37 ngày là bao nhiêu phần trăm, 30 ngày là bao nhiêu phần trăm và 90 ngày là bao nhiêu phần trăm. Từ đó giúp cho cái người bác sĩ lâm sàng đánh giá ban đầu có thể tư vấn rõ ràng cho bệnh nhân cũng như gia đình về cái nguy cơ phẫu thuật trên những cái đối tượng này. Thì nói về cái điểm Mayo Risk Score này á, thì nó xuất phát từ cái nghiên cứu của tác giả Squee và cộng sự năm 2007 trên 772 bệnh nhân xơ gan có phẫu thuật lớn về tim mạch, chỉnh hình và tiêu hóa. Chỉ số này là cái yếu tố tiên lượng tốt nhất và về cái tỷ lệ tử vong trong vòng 30 ngày và 90 ngày. Tỷ lệ tử vong, người ta thấy tỷ lệ tử vong 30 ngày dao động khoảng 6% đối với nhóm mà smell score nhỏ hơn 8 và đến hơn 50% đối với nhóm smell score lớn hơn 20, và đấy nó có liên quan tuyến tính với cái smell score là Mayo Risk. Thì cũng điểm qua một cái nghiên cứu khác, nó so sánh trực tiếp cái chỉ số Mayo Score với cái điểm chai bớt trên 40 bệnh nhân xơ gan cần phẫu thuật cấp cứu và chương trình với gây mê toàn thân. Thì họ cũng rút ra kết luận rằng đối với những cái bệnh nhân mà họ phẫu thuật cấp cứu á, thì nó có liên quan đến tỷ lệ tử vong trong vòng 1 đến 3 tháng cao hơn đáng kể những bệnh nhân theo phẫu thuật chương trình. Và họ thấy có mối tương quan giữa phân loại chai bớt và điểm Smell Score trong tiên lượng tỷ lệ tử vong, đặc biệt là nhóm có phẫu thuật cấp cứu.
theo á, là trong những cái nghiên cứu khác ở trên những cái bệnh nhân chọn lọc thì họ cũng trên từng cái nghiên cứu thì họ thấy ví dụ như trên những cái bệnh nhân trên 33 bệnh nhân phẫu thuật cắt túi mật á, thì họ thấy nếu mà điểm Mayo score lớn hơn 8 thì nó có giá trị hữu ích trong tiên lượng tỷ lệ tử vong. Hoặc là một cái nghiên cứu năm 2005 á, họ thấy là nếu mà Mayo score mà trên 14 là cái yếu tố tiên lượng tốt hơn về kết cục xấu so với cái phân loại CHIBORD trên 53 bệnh nhân có xơ gan có phẫu thuật vùng bụng. Và là cái năm nghiên cứu năm 2010 trên trên 100 bệnh nhân có phẫu thuật vùng bụng thì họ thấy smear count trên 15 kèm với albumin nhỏ hơn 2.5 mg trên đại xy lít thì giúp tiên lượng một cách đáng kể cho sự gia tăng nguy cơ tử vong ở nhóm bệnh nhân này. Hoặc là cái điểm Mayo score mà trên 11 họ cũng sẽ giúp tiên lượng trên nguy cơ cao xảy ra suy gan sau phẫu thuật ở trên 154 bệnh nhân có xơ gan và có phẫu thuật cắt gan bán phần trong cái ung thư gan HCC. Tóm lại, sau các nghiên cứu thì họ có một cái khuyến cáo rằng những cái bệnh nhân mà có chỉ số Mayo score dưới 10 thì có thể phẫu thuật chu trình, và những cái bệnh nhân có chỉ số Mayo score từ 10 đến 15 thì cần cẩn trọng khi phẫu thuật chu trình. Còn smear count mà trên 15 thì không nên phẫu thuật chương trình. Bên cạnh đó, chúng ta cần kết hợp với các thang điểm như Mayo Risk dựa trên Mayo Score và được phân tầng ASA để nhằm ước lượng tỷ lệ tử vong 7 ngày, 30 ngày, 90 ngày, 1 năm và 5 năm sau phẫu thuật. Thì cái mô hình smear score này thì nhắc lại nó là phải là mình lấy cái mô hình Mayo score nguyên bản á, chứ không phải là cái mô hình Mayo score mà đang sử dụng trong cái phẫu thuật ghép gan gần đây. Rồi, bên cạnh những cái thang điểm vừa trình bày thì ta còn có một cái chỉ số đó là Vocalpen. Thì cái chỉ số này nó xuất phát từ một cái nghiên cứu đoàn hệ tuyến cứu đa trung tâm gần 120.000 bệnh nhân, những bệnh nhân xơ gan có phẫu thuật. Thì chỉ số Vocalpen có thể được dùng để phân tầng bệnh nhân dựa vào nguy cơ tử vong ở thời điểm mà 30 ngày, 90 ngày và 180 ngày sau phẫu thuật. Thì cái chỉ số này nó cũng dựa vào các phẫu thuật khác nhau như là phẫu thuật ở bụng nè, mạch máu nè, thành bụng nè, phẫu thuật tim, phẫu thuật chỉnh hình, và nhưng mà nó không có liên quan tới phẫu thuật gan. Thì sau kết luận của cái từ cái nghiên cứu đó, người ta cũng thấy trong có một cái điều thú vị á, là đối với những bệnh nhân béo phì thì giúp ngăn ngừa tỷ lệ tử vong sau phẫu thuật. Như trên thì cái này họ cũng cơ chế thì cũng không rõ. Thì đây là cái bảng tính chỉ số Volcan bao gồm các biến số lâm sàng như là tuổi, albumin, bilirubin, tiểu cầu, béo phì vân vân, điểm ASA, phẫu thuật là có khẩn hay là chương trình hay là các loại phân tầng các loại phẫu thuật. Từ đó họ tính ra được cho mình tỷ lệ tiên lượng nguy cơ tử vong sau phẫu thuật 30 ngày, 90 ngày, 180 ngày. Chuẩn với nhau thì cái đầu tiên là mình đánh giá cái nguy cơ bệnh gan. Thì khi mình tiếp cận một cái bệnh gan á thì mình xem cái người này có bệnh lý gan hay không. Mà nếu mà mình chỉ làm thông thường là men gan thôi á là mình bỏ sót rất là nhiều những trường hợp mà xơ gan mất bù, xơ gan còn bù. Thành ra cái tiếp cận bệnh gan mình phải trả lời câu hỏi thứ nhất là có bệnh lý gan hay không. Nếu mà có bệnh lý gan thì bệnh lý gan đó là bệnh lý gan gì, nó là viêm gan cấp hay là viêm gan mãn hay là xơ gan đó, trước mắt ba phân tầng đó đi cả. Nếu mà viêm gan cấp thì là viêm gan cấp, nếu bạn biết rồi viêm gan cấp thì hầu như là chống chỉ định phẫu thuật chương trình, phải để cho viêm gan cấp nó ổn định ít nhất là 3 tháng thì mới làm phẫu thuật. Đặc biệt là viêm gan cấp do rượu là nguy cơ nó rất là cao, là viêm gan cấp nha. Còn phẫu thuật mà phẫu thuật cấp cứu thì phải tính toán thôi, lúc đó là phải báo cáo trước, là báo trước cho bệnh nhân là có khả năng vô suy gan vân vân, mình phải chọn được phương pháp phẫu thuật. Thường là mình nên chọn, khi mà phải phẫu thuật á, trong những tình huống á, mà viêm gan cấp mà phải phẫu thuật thì mình nên chọn những cái phương tiện phẫu thuật thường là nội soi hơn là mở bụng, và đương nhiên là phải chọn những cái thuốc gây mê mà nó ít ảnh hưởng đến gan, và đương nhiên nó có rất là nhiều nguy cơ trong khi xảy sau khi phẫu thuật có thể nó đẩy tới suy gan mất bù luôn. Thành ra mình phải báo trước cái tình huống cho người nhà biết thế nào là viêm gan cấp thì mấy em biết rồi ha. Chủ yếu là cái men nó sẽ tăng rất là cao, thường là trên 5 lần giới hạn trên bình thường. Thứ hai là một cái tình huống viêm gan mãn, để đó tính nó sau. Viêm gan mãn mà nó không hoạt động thì đang ổn, mình vẫn phẫu thuật được, để riêng đó tí nữa mình sẽ nói. Tại hồi nãy Thanh chưa trình bày tới viêm gan mãn. Thứ hai là xơ gan,
Thì là xơ gan á, nếu mà xơ gan á, em có thể làm một chuyện học cái AST, GALT lớn hơn 1, thấy tiểu cầu nó hơi thấp mới tính tới EPRI. Nhưng mà EPRI nó thường rất là bỏ, EPRI nó sẽ bỏ sót những cái xơ gan còn bù khá là nhiều nha. Nếu mà trên 2 thì chắc chắn là xơ gan hoặc là lâm sàng mấy em khám thì có các dấu hiệu, thì thường khi có các dấu hiệu là nó đã trễ rồi, thường là xơ gan JB và JC rồi. Nhưng mà may cho mình á, khi mình đánh giá nguy cơ phẫu thuật á thì nó dựa chủ yếu hồi trước đó là dễ nhớ trước là Chaput là ABC. Thứ hai, một cái thang điểm nữa nó có tương đương đó là Mayo Score. Thứ ba là bây giờ mới nữa là Mayo Score đó. Thì dặn mấy em nhớ luôn luôn nhớ hai cái, thứ nhất là Chaput, thứ hai là Mayo Risk, thứ nhất là Chaput, thứ hai là Mayo Score. Thì cái Chaput nó đơn giản, nó có ABC. Thì nói chung là nếu mà nó xếp Chaput A thì coi cho em phẫu thuật được. Chaput A là thường là em không có triệu chứng, em chẩn đoán chủ yếu dựa vào đánh giá sơ hóa không à. Em cho đi làm fibro scan ha. Thì mấy em thấy thì mấy em đánh giá là chủ yếu là A là mổ được ha. Thành ra tất cả những cái nguyên nhân gì mình cần phải mổ, đây bệnh nhân mà sơ gan đánh giá chai A là cho mổ đi. Chứ đừng có để lâu dài, ví dụ ca này mình thấy sỏi túi mật có nguy cơ phải phẫu thuật mà đang là chai A, cần mổ thì cho mổ sớm trước. Đúng không? Ca này có vấn đề gì đó cần mổ bên ngoại khoa, ví dụ thoát vị bẹn hay cái gì cần thì thôi cho mổ sớm đi thì nguy cơ nó thấp, chứ đừng có để nó diễn tiến từ từ đến JP, JA, JC rồi. Tới JB á thì nó tùy theo các loại phẫu thuật. JB á thì thường thường cũng có thể mổ nhưng phải rất là cẩn trọng, mình phải chuẩn bị trước mổ, tí là mình phải trình bày chuẩn bị trước mổ là cái gì, chuẩn bị sau mổ là gì, phải theo dõi như thế nào để nó đẩy cái JB nó qua cái JC đó. Thì cái thận trọng những cái phẫu thuật về tim, phẫu thuật bằng cắt gan, những phẫu thuật là bụng mà mở là chai bi, còn những cái chai bi nếu mà em chọn phẫu thuật mà phẫu thuật nội soi á thì nó ít nguy cơ hơn. Còn tới chai si nữa là gần như là không nên phẫu thuật đó. Thành ra nếu mà mình có người nhà hoặc là bệnh nhân của mình mà đang ở chai bi cần phẫu thuật thì nên phẫu thuật sớm, còn không thì thôi qua chai si là hạn chế phẫu thuật vì nguy cơ tử vong rất là cao, trừ trường hợp như những cái trường hợp mà cấp cứu thì phải mổ. Bên cạnh cái chai đó thì mình có cái Mayo Score, thì Mayo Score nhớ ba cách thôi, 10, 10, 15, trên 15. Dưới 10 thì tương đương với JA nha, từ 10 đến 15 thì tương đương với JB, và trên 15 thì là không phẫu thuật tương đương với JC. Và khi mình đánh mua mình muốn đánh giá tiếp là cái nguy cơ tử vong, mình báo cho người nhà này à ca này nếu tự mổ thì tử vong khả năng là bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu phần trăm, thì mấy em thể làm thêm cái Mayo Risk hay Mayo Score đó. Tóm lại là mới tới mức đó thôi, nãy giờ Thanh nói là chỉ mới ngang đó thôi, mình còn chuẩn bị trước mổ sau mổ những cái trường hợp nào hay cái gì nữa thì giờ Thanh nói tiếp đi. Những cái trường hợp nào thì không có nguy cơ, Thanh nói chưa? Mấy cái ca viêm gan mãn này, Dạ, viêm cái gan đó để như khúc sau có chị. như sao đúng không? Dạ, khúc đầu là chống chỉ định, khúc giữa là về xơ gan, khúc sau là những cái bệnh gan mạn nhẹ. Dạ. Thì mình em nói tiếp về cái đánh giá nguy cơ phẫu thuật nó dựa vào cái loại phẫu thuật nữa. Thì ví dụ như những cái mình sẽ có cái loại phẫu thuật là phẫu thuật bụng, phẫu thuật tim, phẫu thuật chấn Không, thương vân Thanh đang nói tới cái vàng da tắc mật, Thanh đang nói tới nguy cơ phẫu thuật trên bệnh nhân vàng da tắc mật đó. vân. Thì trên những cái bệnh Đó, nhân vàng da tắc mật. Thanh đang chuẩn bị nói tiếp qua xơ gan xong rồi nha. Các bạn nhớ là bây giờ nãy giờ là Thanh nói xong cái phần xơ gan rồi. Cái nha, khi mình tiếp cận bệnh nhân là xơ gan, mình không phải mình nói tăng hay không tăng, mà phải nói chai, mình phải xếp loại Mayo Score. Bây giờ bỏ cái xơ gan qua bên, bây giờ qua cái nhóm kế tiếp mà nó có cái nguy cơ nữa này là cái vàng da tắc mật. À, Thanh sẽ nói cái nguy cơ của vàng nguy cơ khi phẫu thuật trên bệnh nhân có vàng da tắc mật. Yeah. Thì trên những bệnh nhân này á, lúc mà phẫu thuật á, thì nó cũng là ở cái nhóm nguy cơ cao với những cái biến chứng có thể xảy ra, ví dụ là tình trạng nhiễm trùng. Ví dụ nhiễm trùng thì do hậu quả của việc tích tụ những cái vi khuẩn trong đường mật, rối loạn chức năng của tế bào cơ phơ, giảm chức năng tế bào bạch cầu đa nhân trung tính và nó tăng cái tỷ lệ nhiễm độc máu. Loét do stress, rồi biến chứng rối loạn đông máu nội mạch lan tỏa, bung vết mổ, biến chứng suy thận. Thì người ta thấy cái tỷ lệ mà tử vong chung chu phẫu nó dao động từ khoảng 8 đến 28% trong những cái trong những cái báo cáo trước thập niên 90. Thì trên những cái bệnh nhân này có
một cái nghiên cứu nó thấy là một cái tỷ lệ tử vong chung là khoảng 9% báo cáo trên 373 bệnh nhân có phẫu thuật về vàng da tắc mật, thì người ta xác định được ba cái yếu tố tiên lượng tử vong trên tru phẫu. Đó là thứ nhất đó là giá trị của cái HCT mà nó mà nhỏ hơn 30%, hoặc là nồng độ bilirubin máu lớn hơn 11 mg trên decilit, hoặc là những cái nguyên nhân mà tắc nghẽn là do bệnh lý ác tính, ung thư hay là ung thư tụy, ung thư đường mật, vân vân. Thì trong cái nghiên cứu nó thấy là nếu mà tồn tại cả ba yếu tố này cùng xuất hiện thì tỷ lệ tử vong đối với cái phẫu thuật đó là lên đến 60%. Và nếu mà không có cái những cái yếu tố tiên lượng lúc đầu á, thì tỷ lệ khoảng tử vong chỉ khoảng 5%. Thì để nhằm mà giảm, để can thiệp để làm giảm cái tỷ lệ tử vong và bệnh tật trên những cái bệnh nhân sơ gan mà có phẫu thuật liên quan đến tình trạng vàng da tắc mật này nọ, thì họ có đưa ra những cái biện pháp, ví dụ như là sử dụng cái kháng sinh đường tĩnh mạch phổ rộng trong cái giai đoạn chu phẫu để mình giảm cái tần suất nhiễm trùng sau phẫu thuật. Nhưng mà người ta thấy là nó chỉ có phải làm giảm tần suất nhiễm trùng thôi, nhưng mà không là giảm được cái tỷ lệ tử vong. Thứ hai, có những cái phương pháp khác có thể là dẫn lưu đường mật xuyên gan qua da, hoặc là những cái dẫn lưu đường mật qua nội soi á. Tuy nhiên họ cũng không thấy nó cải thiện về điểm tử vong. Vì các nguyên nhân chính mà trong cái nhóm bệnh tật và tử vong ở những bệnh nhân vàng da tắc nghẽn sau phẫu thuật, người ta sợ nhất đó là cái tình trạng là suy thận sau phẫu thuật do tình hoại tử ống thận cấp. Cái tần suất mà người ta thấy nó có thể lên đến 8% trong vài cái báo cáo trước đây. Liên quan đến và hậu quả thì liên quan đến cái vấn đề này có thể là do tình trạng hấp thu nội độc tố từ trong cái ruột trong quá trình phẫu thuật, và hậu quả thì bệnh nhân sẽ làm co thắt mạnh cái mạch máu thận mới mất gây ra tình trạng suy thận. Và để ngăn ngừa cho cái việc này á, thì người ta có đưa ra một số cái biện pháp, ví dụ như là họ có sử dụng muối mật hay là lactulo cho bệnh nhân vàng da tắc nghẽn trước để có thể ngăn ngừa cái tình trạng nhiễm nội độc tố máu và ngăn ngừa cái tình trạng co thắt mạch máu thận quá mức, hoặc là sử dụng cái mannitol sau mổ, hoặc là sử dụng kháng sinh dự phòng đường uống là cái rifaximin cũng được đề nghị, nhưng mà cái lợi ích thì nó vẫn chưa có được báo cáo nhiều. Đối với cái tầng mà phẫu thuật về tim thì người ta thấy là đối với những cái phẫu thuật tim mà liên quan đến tăng tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân sơ gan so với các phẫu thuật khác, nhu cầu phẫu thuật tim trên bệnh nhân sơ gan gần đây thì có vẻ nó tăng lên vì những cái nguyên nhân như là viêm gan nhiễm mỡ không do rượu nè, liên quan đến cái hội chứng chuyển hóa tăng huyết áp rồi, thì thường thì nó nhu cầu làm cho cái nhu cầu phẫu thuật tim cho bệnh nhân sơ gan là tăng lên. Thì có một cái nghiên cứu trên những cái bệnh nhân trải qua phẫu thuật tim, người ta phát hiện rằng để em đóng cửa lại, thằng sớm mới ổn chứ. Em có điểm qua một cái nghiên cứu trên những cái bệnh nhân phẫu thuật tim, thì họ cũng cái dùng cái chai bớt để xác định cái nguy cơ, đánh giá cái nguy cơ. Thì một cái phân tích trên chính cái nghiên cứu trên 210 bệnh nhân á, thì họ có phẫu thuật tim, thì họ thấy cái tỷ lệ tử vong chung trên cái nhóm này là khoảng 17%. Thì cái tỷ lệ tử vong thì họ cũng dùng cái chai bớt họ phân, thì họ thấy là cái tỷ lệ tử vong tương đương với từng xếp loại chai ABC là khoảng 5%, 35% và 70%. Rồi họ cũng có dùng cái thang điểm smell score, và họ cũng thấy smell score nó cũng có hữu ích trong cái phẫu thuật phân độ trong cái vấn đề này. Sau cái nghiên cứu này thì họ tóm lại á, là đối với cái chai bớt trên 7 hoặc là smell mà trên 13.5 á, thì hầu như là chống chỉ định đối với bệnh nhân phẫu thuật tim.
Và cái trong cái khuyến cáo của Hiệp hội Tiêu hóa Mỹ AGA năm 2019 đó, thì họ cũng có đưa ra cái khuyến cáo này, tức là cái điểm mà CHAI hoặc có thể là dựa vào CHAI trên 7 hoặc là MELD score trên 13.5 thì là nên chống chỉ định ở trên bệnh nhân phẫu thuật tim. À, vì họ thấy rằng một số cái yếu tố nguy cơ dẫn đến cái tình trạng mất bù sau phẫu thuật tim được xác định đó là coi coi cái tổng thời gian tuần hoàn ngoài cơ thể rồi, hoặc là sử dụng cái phương pháp tuần hoàn ngoài cơ thể là có tim đập hay là không có tim đập, hoặc là cái nhu cầu sử dụng vận mạch trong cái giai đoạn chu phẫu. Thì cái tuần hoàn ngoài cơ thể nó có thể làm nặng thêm tình trạng rối loạn đông máu. À, bằng cách gây ra rối loạn chức năng tiểu cầu, tiêu sợi huyết và hạ canxi máu. Qua một cái loại phẫu thuật thường gặp thì đó là cái phẫu thuật cắt gan. Đây là một cái phẫu thuật thường gặp trên những cái bệnh có thể trên những cái bệnh nhân xơ gan thì họ có vấn đề là ung thư gan hoặc là ngay cái khối u gan khác. À, thì ở những cái bệnh nhân xơ gan á thì họ thấy khoảng có người ta thấy là độ khoảng 40% gan á, còn lại là cái giới hạn mà cần thiết để được phẫu thuật cắt gan an toàn. Còn so với những người mà không có xơ gan thì cái chỉ số này khoảng 20% thôi. Thì trước đây á, người ta thấy xơ gan nó là một cái chống chỉ định, người ta xơ gan chung thôi, là một cái chống chỉ định của cắt bỏ khối u ở gan vì tỷ lệ lên tử vong có thể lên đến là 50%. Nhưng mà về về sau thì người ta cũng có thể là do cái chăm sóc sau phẫu chu phẫu nó tốt, chăm sóc sau phẫu thuật nó tốt thì thấy cái tỷ lệ này nó giảm xuống còn khoảng 3 đến 16%. Một cái cơ sở dữ liệu nó thấy rằng nếu mà đối với những cái phẫu thuật mà gan lớn thì tỷ lệ tử vong là khoảng 8,3%. Còn đối với những cái phẫu thuật gan nhỏ thì tỷ lệ tử vong trên những cái đối tượng này là khoảng 3,4%. Thì phẫu thuật trên những cái đối tượng này, cái điều mà người ta sợ nhất, cái vấn đề mà người ta lo lắng nhất đó là tình trạng suy gan sau phẫu thuật và cái tình trạng tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Thì cái sau suy gan sau phẫu thuật nó thấy là nó dựa vào cái tiêu chuẩn 50-50 là nó INE trên 1,7 hoặc là bilirubin trên BT nhỏ hơn 50% và cái bilirubin lớn hơn 50 micromol hoặc là 2,9 mg. Thì trong cái tiêu chuẩn này nó cũng thấy là nếu mà bệnh nhân có vấn đề suy gan thì tỷ lệ tử vong có thể lên đến 60% và không có thì khoảng 1,2%. Đối với cái vấn đề mà tăng áp cửa, theo dõi tình trạng tăng áp cửa có sau phẫu thuật đó, thì nó có liên quan đến cái vấn đề lúc đầu mình đánh giá thì phải là cần phải đánh giá coi có tình trạng là giãn cái tĩnh mạch dạ dày gì. Ngoài cái những cái dấu chứng tăng áp cửa thì mình có đánh giá coi có tình trạng giãn tĩnh mạch dạ dày thực quản gì không, hay là cái số lượng tiểu cầu nó nhỏ hơn 100.000 vị không, hay là có kèm theo lách to. Thì đối với những cái chỉ số này thì nó thấy là nó có liên quan đến cái mất bù sau phẫu thuật và tỷ lệ tử vong liên quan đến tỷ lệ tử vong sau cái thời gian 3 năm và 5 năm sau phẫu thuật. Thì trong những cái giai đoạn gần đây á thì có thêm một cái phương pháp là đo cái độ đo độ đàn hồi của gan bằng phương pháp giống như là FibroScan nữa, thì họ thấy là có thể hướng dẫn để quyết định liên quan đến cái phẫu thuật cắt gan. Nhưng mà cái điểm cắt trong từng cái giá trị các bạn cái điểm cắt đó, thì nó chưa có được tối ưu hóa và chưa có được phê chuẩn. Thì đối với cái phẫu thuật cắt gan á thì người ta cũng sẽ dựa vào các điểm như mà mình đã trình bày, ví dụ như điểm Chalmers, điểm SmileCore, điểm Mayo. Tuy nhiên á, thì chưa có hệ thống nào nó được phê chuẩn chính xác. Thì trong một cái nghiên cứu xuất phát từ một cái nghiên cứu trên 578 bệnh nhân được phẫu thuật cắt gan thì họ kết luận rằng cái điểm Chalmers và cái phân tầng ASA là những cái yếu tố tiên lượng tử vong bệnh tật so tốt hơn so với điểm SMELD.
Và người ta thấy trong cái những cái bệnh nhân phẫu thuật gan á, thì lại cái ASA nó là một cái yếu tố tiên lượng quan trọng về cái tỷ lệ tử vong trong 30 ngày với một cái diện tích dưới đường cong gốc là khoảng 0,63. Tuy nhiên thì mình nhìn chung lại thì tất cả các điểm này cái đường diện tích dưới đường cong cái AUC của nó cũng không có cao nên nó hiện tại đến thời điểm này thì các mô hình này nó cũng không phải là tiên đoán chính xác về cái kết quả. Có một cái nghiên cứu khác nó cho thấy là trên những cái bệnh nhân điểm MEO mà từ 9 điểm trở lên đó, thì có tỷ lệ tử vong chu phẫu lên đến 29%. Trên những cái bệnh nhân phẫu thuật gan đó, nó có xuất hiện thêm một cái điểm đó là điểm albumin và bilirubin hay là điểm Albi. Thì đối với trên những cái bệnh nhân phẫu thuật cắt gan người ta sẽ tính cái thang điểm này dựa vào albumin và bilirubin. Từ đó người ta trong có một cái nghiên cứu nó đã chứng minh rằng là cái để dự đoán tỷ lệ tử vong và suy gan sau phẫu thuật cho những bệnh nhân cắt gan với cái diện tích dưới đường cong gốc là khoảng 0,8 thì bắt tính điểm Albi là người ta dựa vào một công thức logarit thì mình cũng sẽ có sẵn cái công thức tính từ đó người ta phân ra các tầng A1, A2, A3 sorry, A1, A2, A3 thì trong một có một cái nghiên cứu liên quan đến tỷ lệ bệnh tật và tử vong cho bệnh nhân phẫu thuật gan, cắt gan cho bệnh nhân sơ gan thì người ta thấy tỷ lệ tử vong của Albi mà Albi2 á so với một là với OR là khoảng 5,24 còn đối với NB3 thì là OR là khoảng 25,6 còn đối với tỷ lệ bệnh tật á, thì NB2 so với NB1 OR là khoảng 2,15 và NB3 là khoảng 6,12 thì đây là một cái thang điểm cái nghiên cứu này là khá mới được công bố năm 2021 thì đây là một cái thang điểm nó cũng rất là dễ tính từ cái thông số bilirubin và albumin và nó có một cái giá trị chẩn đoán tiên lượng tốt cho những cái bệnh nhân sơ gan mà có phẫu thuật về cắt gan. Cái này thì chắc là các bác sĩ bên ngoại họ sẽ đối với phẫu thuật và những cái phẫu thuật khác là phẫu thuật ở bụng thì mình thấy á, là phẫu thuật bụng chung luôn thì người ta cũng người ta thấy là những cái phương pháp nội soi thì thấy nó có tỷ lệ tử vong thấp hơn là phẫu thuật mở và ở những cái phẫu thuật bụng á, thì người ta cũng sẽ thực hiện lên trên những cái bệnh nhân chó chai A. Em lùi lại xíu. Còn một về phẫu thuật chấn thương thì này lỡ như mà ở bên chỉnh hình người ta có hội chẩn á, thì mình cũng thấy là mình biết là những cái bệnh nhân tỷ lệ tử vong chung trên những cái bệnh nhân sơ gan có phẫu thuật chấn thương đó là khoảng 40-45%. Người ta khuyến cáo rằng á, là đối với những cái chấn thương mà tương đối nhẹ luôn á thì tỷ lệ tử vong và bệnh tật cũng cao hơn so với những bệnh nhân bình thường trên nếu trên thực hiện trên bệnh nhân sơ gan. Do vậy, đối với những cái bệnh nhân mà chấn thương mà trên sơ gan cần phẫu thuật đó, thì người ta khuyến cáo là mình nên bệnh nhân đó nên được chăm sóc theo dõi chặt chẽ và xử lý tích cực ở trong cái đơn vị chăm sóc đặc biệt. Cái phần này nó như vậy nè, lặp lại chị nói cái đó cho nghe. Cái phẫu thuật chấn thương á, phẫu thuật chấn thương á là nó làm tăng nguy cơ. Phẫu thuật chấn thương là lúc nào mình cũng rồi mà ngày cái câu cái cuối á là nó tác biến cáo những bệnh nhân chấn thương mà khi mà em mở ổ bụng ra em phát hiện thấy sơ gan đó là đôi khi mình mở ổ bụng ra mình thấy cái gan còn nó có những cái nốt phân sinh hoặc cái năng cái gan cái hình ảnh đại thể của sơ gan á thì những bệnh nhân này sau khi mổ nên đưa vào ICU cái câu cuối đó là vậy đó để họ theo dõi vì nó là có làm tăng cái nó bị nó có cái nguy cơ liên quan đến cái bệnh gan mất bù của cái gan thường thường cái gan này là có thể là trước đó họ không phát hiện được sơ gan gì hết họ không biết gì hết mổ khẩn do chấn thương thì khi mở bụng họ phát hiện ra sơ gan thì nếu mà phơ gan ra thì họ khi những tình huống này nằm ở ICU để theo dõi cho nó sát cái câu cuối cùng ý nó là vậy đó. Dạ.
Về phân tầng phẫu thuật ổ bụng thì những cái bệnh nhân mà trải qua phẫu thuật như là cắt túi mật, người ta thấy là cắt túi mật mà nội soi á, thì tỷ lệ tử vong thấp hơn là những cái phẫu thuật mở. Rồi phẫu thuật ổ bụng thì người ta thấy là có thể được thực hiện ở những bệnh nhân là xơ gan chai A, chai B hoặc là SMILE to tới khoảng 13 điểm, tức là người ta cho phép thực hiện. Đối với những cái phẫu thuật cắt túi mật quay da thường, đối với những, nói chung á, những chai C trở lên á, thì người ta chống chỉ định vì có những cái biểu hiện như là bán bụng hoặc là tăng cái nguy cơ nhiễm trùng cũng như cơ là các biến chứng về phẫu thuật. Thì đối với những cái nhóm này á, thì người ta nên khuyên mình là lựa chọn những cái phương pháp khác thay thế, ví dụ như dẫn lưu đường mật đó. Còn đối với những cái phẫu thuật như là phẫu thuật đại tràng, chủ yếu là ung thư đại trực tràng hay là bệnh lý thủng túi thừa, thì người ta thấy cái tỷ lệ tử vong nó cũng có thể lên đến 26% trên những cái bệnh nhân xơ gan. Phẫu thuật nội soi thì người ta vẫn, phẫu thuật nội soi trong các nghiên cứu thì nó luôn kết luận là thấy cái tỷ lệ tử vong nó và biến chứng nó lại thấp hơn cái phẫu thuật mở. Đối với những cái phẫu thuật chương trình mà đó, đặc biệt là những cái điều trị mà thoát vị trốn á, thì có thể được thực hiện ngay cả trên những bệnh nhân xơ gan chai C. Cái này nó hơi khác với cái ARA, tức là phẫu thuật rốn chương trình trên bệnh nhân xơ gan C thì Nghĩa là phẫu thuật của thoát vị rốn dạ phẫu thuật thoát vị trên rốn. bệnh nhân xơ gan á, trên bệnh nhân xơ gan á, là mấy em sẽ thấy những trường hợp bán bụng nó thoát vị rốn, thoát vị rốn mà mấy em thấy nhiều lúc có cái thoát vị rốn mà mình nhìn mình thấy nó sắp muốn vỡ tới nơi rồi mà mình người bác sĩ ngoại người ta vẫn không có chịu mổ, cho đến nỗi đến khi nó vỡ ra, nó bung ra, nó chảy, nó dịch bám tùm lum tà le, nó nhiễm trùng tà le tùm lum hết trơn á, hiểu không? Ý đó là đúng, những cái phẫu thuật mà sửa chữa thành bụng chỗ có thoát vị rốn á thì người ta nên làm, đặc biệt khi mình chai bi và đặc biệt đến chai si, thì đến khi chai si nó vẫn có thể thực hiện được riêng cái thoát vị rốn thôi. Chứ Ngạc còn những nguyên nhân khác á, những nguyên nhân khác á thì là chai si thì mình nên chống chỉ định, dạ dạ đúng rồi. nhưng mà tôi đương nhiên là trong những tình huống mà mình phẫu thuật thì nó nguy cơ nó sẽ cao, chắc chắn nguy cơ nó sẽ cao. Dạ, đặc biệt là khi phẫu Nó thuật vỡ ra rồi dạ á, hoặc là nó nghẹt hoặc là nó vỡ thì tỷ lệ tử vong rất là cao dạ. cao hơn so với trường hợp mình can thiệp sớm. Có nhiều ca trên lâm sàng mấy em thấy không, nó để đó cái hồi nó vỡ ra luôn, nó vỡ luôn cái đã chạy dịch bám, nó nhiễm trùng, lúc đó nguy cơ rất là cao ha. Dạ. Trong cái bài thì nó cũng có đề cập tới một cái phẫu thuật đó là phẫu thuật giảm béo. Tuy nhiên cái phẫu thuật này thì em thấy ở Việt Nam mình nó chưa có phổ biến. Thì ở nước ngoài á, thì cái nhưng mà trong tương lai thì mình có thể phải đề cập tới vấn đề này vì tỷ lệ nó liên quan đến cái xơ gan do NASH rất là nhiều. Thì đối với những cái bệnh nhân mà phẫu thuật giảm béo á, thì những cái xét nghiệm tiền phẫu mình cần phải đánh giá kỹ về cái tình trạng tăng áp cửa trên lâm sàng qua cái đánh giá là nội soi tiêu hóa coi có tình trạng giãn thì mình thực quản dạ dày gì hay không, hoặc là cái khám lâm sàng cũng như đi kết hợp với cái hình ảnh để loại trừ cái tuần hoàn bàng hại ở trong ổ bụng. Ý nó nói chỗ này là mấy cái CT để đánh giá hả chị, tại vì khúc đây Đúng rồi, cái rất sắc sinh Beijing làm cái city với ba em trai đó, cái hình ảnh cắt ngang á. Thì nói chung tuy là nó chưa có phổ biến nhưng mà tương lai thì có thể mình sẽ đối diện với nó. Thì nó thấy rằng á, là phẫu thuật giảm béo hay là những đặc biệt là những cái phẫu thuật tạo hình ống dạ dày thì được dung nạp tốt cho bệnh nhân xơ gan còn bù và không có biến chứng của tăng áp cửa. Thì qua cái nhóm mình đã điểm qua hai cái nhóm, thứ nhất là cái nhóm chống chỉ định, thứ hai là cái nhóm xơ gan được phân tầng trên từng cái loại phẫu thuật, và cái nhóm thứ ba mình cần được tập tới đó là những cái bệnh nhân mà có cái nguy cơ ít hơn, tức là những cái bệnh nhân bị bệnh gan mãn tính nhẹ đến trung bình đó, mà vẫn có xơ gan Tóm cái đoạn này lại đi cho mấy bạn nó sẽ dễ nhớ nè. Nhắc lại, khi tiếp cận một bệnh nhân có bệnh trước khi phẫu thuật mà liên quan đến bệnh lý gan thì đánh giá ba vấn đề. Thứ nhất là cái bệnh lý gan đó là bệnh lý gan như thế nào, thứ hai là đánh giá là bệnh nhân này phẫu thuật cái loại gì,
nó phẫu thuật chương trình mà loại gì, phẫu thuật bụng hay là phẫu thuật ngực, cứ phẫu thuật có nguy cơ hay không, đánh giá các loại phẫu thuật, cứ đặc biệt là những cái phẫu thuật mà phẫu thuật cấp cứu là một, thứ hai là phẫu thuật mở, đặc biệt là phẫu thuật tim, phẫu thuật gan hoặc là những cái vân vân á, phẫu thuật lớn á mà còn mở, nó liên quan vấn đề bypass trong trường hợp tim mạch vân vân á, thì nó có nguy cơ. Thứ hai là vấn đề phẫu thuật, các loại phẫu thuật. Thứ ba là bác đánh giá về vấn đề các phương pháp gì đó gây mê, cái phần đó là của bác sĩ gây mê họ sẽ chọn. Thì cái đầu tiên hết là đánh giá về bệnh gan, thì bệnh gan mình chia là mình phải đánh giá về bệnh gan, thì đương nhiên tí là mình sẽ làm các xét nghiệm để đánh giá bệnh gan, để mình chia ra là cái gan này là cấp hay là mãn hay là sơ ha. Nếu mà cấp thì là nguyên nhân là cái gì, mãn là nguyên nhân là cái gì, sơ gan thì tầng nguyên nhân và phân tầng. Thì mình sẽ chia cái bệnh gan này làm 3 nhóm. Nhóm đầu tiên là nhóm chống chỉ định, tức là nhóm nguy cơ rất là cao. Thì cái nhóm chống chỉ định đó thì bao gồm tất cả những bệnh lý viêm gan cấp, có suy gan cấp. Rồi nhớ cái đó đi, viêm gan cấp, suy gan cấp thì phải ổn định ít nhất là 3 tháng. Nếu mà phải phẫu thuật thì mình phải báo trước người nhà nguy cơ nó như thế nào. Cái nhóm thứ hai là nhóm thay đổi. Nhóm thay đổi có nghĩa là tùy cái mức độ của bệnh, chứ không phải là nó nguy cơ rất cao hay không cao, hay là nó không nguy cơ gì, tùy thuộc cái mức độ của cái bệnh gan. Thì cái nhóm này á, là nó có hai bệnh, thứ nhất là xơ gan, thứ hai là mật. Thì xơ gan á, nó chia mình sẽ đánh giá cái nguy cơ dựa vào chai ABC, và thứ hai dựa vào Mayo Score, hoặc là mình thêm cái Mayo Score nữa, thêm cái ASA nữa để đánh giá từng nguy cơ tử vong trong theo cái thời gian. Thì chai bố em nói rồi ha, từ 7 điểm trở lên thì coi như là chai P đó, từ 10 điểm trở lên thì coi như là chai C, còn Mayo Score thì mình cũng đánh giá là 10 15 10, 10, 10 từ 10 15 đến trên 15. Thì hầu hết cái KC hoặc là Mayo Score trên 15 là chống chỉ định, trừ cái thoát vị rốn nha. Thoát vị rốn cần thiết phải mổ, mà nó gần vỡ ra rồi cần thiết mổ thì có thể xem xét làm được, còn hầu như là chống chỉ định. Nếu mà phải mổ thì phải chấp nhận nguy cơ, mình phải đánh giá nguy cơ và báo cho người nhà biết. Đó là bước xơ gan. Thứ hai là đối với cái tình huống thứ hai là cái tình huống là bệnh cắt, sợ các bệnh lý tắc mạch ngoài gan, thì tắc mạch ngoài gan thì thuộc vào ba yếu tố nha. Thứ nhất là gì, thanh nhắc cho mấy bạn nghe đi, ba yếu tố thì bệnh nhân mà bệnh tắc mạch, làn da tắc mạch thì nó dựa vào những cái yếu tố nào? Làn da tắc mạch, thứ nhất là hematuric, thứ hai là Dạ, bilirubin, thứ bilirubin gây tắc, còn là nguyên phải là nhân. không, thì mình và bệnh nhân có một hay ba yếu tố này mình dự đoán được nguy cơ tử vong. Nếu mà có ba thì nguy cơ tử vong rất là cao, trên trong khoảng 60, mà không có yếu tố nào thì rất là tốt. Đó là cái nhóm thứ hai là nhóm nguy cơ thay đổi nha. Cái nhóm là nhóm nguy cơ thay đổi, nó phải tùy thuộc vào cái mức độ của từng bệnh. Và nhóm thứ ba là Thanh bị nói là cái nhóm nhẹ mình mổ được. Thì trong cái nhóm nguy cơ thay đổi này thì Thanh có đề cập đến các phương, các loại phẫu thuật. Tại cái nguy cơ thay đổi là nó thứ nhất là nó tùy thuộc vào cái mức độ của cái bệnh gan, thứ hai nó tùy thuộc vào cái loại phẫu thuật. Thì cái loại phẫu thuật ở đây người ta đề cập nhiều, tim mạch, phẫu thuật cắt gan, phẫu thuật tim mạch nè, phẫu thuật cắt gan nè, phẫu thuật trong những tình huống chấn thương nè, thương ổ bụng á mà phải phẫu thuật, là những cái phẫu thuật ổ bụng. Cái gì là sao? Thứ nhất là phẫu thuật tim mạch, phẫu thuật cắt gan, chảy máu nhiều, mà cắt gan mà của cái sợi dây xong rồi nó ngưng rồi xong rồi nó chụp lại. Thôi tắt cái mic đi. Ủa, thiên tắc bỏ có thiên tắc tủy gì không? Dạ, mình bình xin thường. bình thường. Nhưng mà còn không biết cái tủy thì không biết về em cho chụp em ray sọ não một cái, tại vì nó nằm ở dưới. Alo, anh chị nào đang giữ mic á, mình tắt tắt cái mic đi các bạn. Nghe được anh. Nghe được anh chị. Chị Tường mở mic lên lại, chị Tường ơi, cái mic của chị cũng tắt luôn rồi. À rồi, Dạ. chị nói cái thứ nhất là mấy em đánh giá bệnh lý gan thì nói rồi, thì trong cái nhóm mà nguy cơ thay đổi á, thì mình sẽ tùy thuộc vào các loại phẫu thuật nha. Chỉ có cái nhóm thay đổi là nó tùy thuộc vào các loại phẫu thuật thôi, còn những cái nguy cơ mà chống chỉ định thì cái loại phẫu thuật nào cũng nguy hiểm rồi, đương nhiên rồi.
À, cái nguy cơ thay đổi loại phẫu thuật thì loại phẫu thuật nhớ là phẫu thuật mà cấp cứu là 1, phẫu thuật mở là 2, phẫu thuật vùng tim là 3, phẫu thuật cắt gan là 4, phẫu thuật mà chấn thương là những cái phẫu thuật có nguy cơ cao. Rồi là cái nhóm nguy cơ tùy vào mỗi cái loại mà phẫu thuật, nó sẽ có những cái nghiên cứu riêng và nó có những cái thang điểm riêng, nhưng mà chung quy hết nó cũng là ABC thôi, tại vì B là từ 7 điểm trở lên ha, thì nói chung từ 7 điểm trở lên thì mình cái nguy cơ của nó mình phải tính toán, nhưng mà trên 15 điểm, trên 14 điểm, thường là Mayo Score, Chipot của mình là trên 10 điểm á, thì phải rất là cẩn thận để JC mình chống chỉ định. Còn Mayo Score của nó thì tùy phẫu thuật, có phẫu thuật là 13.5, có phẫu thuật là 14 chấm, có phẫu thuật là trên 15 chấm, nhưng mấy em nhớ cái số trung bình là khoảng từ 13 đến 15 đó. Là cái hết cái phần đó. Bây giờ mình sẽ qua cái nhóm mà cái phẫu thuật nguy cơ rất là thấp, nó không có chống chỉ định, thì nên những cái tình huống này những bệnh nhân nào thấy là có khả năng sau này phải phẫu thuật ha, thì mấy em cho phẫu thuật sớm đi, chứ đừng để nó qua cái giai đoạn mà B hoặc C. Thì cái nhóm này là cái nhẹ này, cái nhóm này là mình đi chẩn. Như vậy rõ ràng cái chỉ định phẫu thuật hay không phẫu thuật trên bệnh nhân xơ gan nó không tùy thuộc vào men gan nha mấy em, nó không có tùy thuộc gì về mà men gan hết nha. Cái men gan đương nhiên là men gan cao mà viêm gan cấp thì mình biết rồi, thì hầu như cũng may là cái viêm gan cấp là men gan nó cao, nhưng mà có những cái tình huống xơ gan mà men gan nó không cao thì sao, thì cũng phải rất là cẩn thận. Hoặc là những trường hợp tắc mật nó không có men gan cao thì phẫu thuật nó cũng có dựa vào những yếu tố nguy cơ khác. Thì nó khi mà đi hội chẩn á, không phải là mình dựa vào men gan cao hay men gan thấp để mình xác định bệnh nhân này là có phẫu thuật được hay không, mà mình phải dựa vào cái loại bệnh gan và mình phải tính điểm. Còn những cái trường hợp mà viêm gan mãn mà nhẹ thì mình cho phẫu thuật thoải mái. Thì Thanh Tình đi tiếp cái phần viêm gan mãn nhẹ đi. Dạ. Thì đối với những cái bệnh nhân này là những bệnh nhân có ít nguy cơ, thì đầu tiên là mình coi cái nhóm là viêm gan mãn nhẹ, thì người ta thấy là hầu như nó không có biến chứng hay là cái nguy cơ nếu mà có thì rất là thấp. Thì có một cái nghiên cứu nó ghi nhận rằng là không có biến chứng nào đáng kể, được ghi trên 24 bệnh nhân có viêm gan mạn nhẹ đến trung bình mà thực hiện qua 34 cái thủ thuật. Ở trên cái nhóm thứ hai là những cái bệnh nhân có nhiễm mỡ hoặc là viêm gan nhiễm mỡ không do rượu, thì cái NAS viêm gan nhiễm mỡ không do rượu thì người ta thấy không có cái tỷ lệ tử vong cao sau cái phẫu thuật chương trình. Tuy nhiên nếu mà những cái nhiễm mỡ nặng, tức là ước lượng trên nó nhiễm mỡ trên 30%, thì người ta thấy là có cái tỷ lệ tử vong sau cái phẫu thuật nó có thể tăng hơn. Nếu mà bệnh nhân NASH, cái ca nào mà cắt gan thôi, mà cắt gan mà NASH mà nhiễm mỡ nó quá cao mà kèm với hội chứng chuyển hóa, tại vì mấy cái ca này nó chết không phải vì cái gan đâu mà nó chết vì cái nguy cơ bệnh tim mạch đó. Yeah. Tại vì đa số những cái NASH này nó hay kèm với hội chứng chuyển hóa, nguy cơ tim mạch nó rất là cao. Yeah. Còn thì mình cũng biết là NASH trên những cái đối tượng béo phì thì thường gặp, thì nếu mà trải qua những cái phẫu thuật giảm béo thì cái mình phát hiện được tình cờ, tức là khi mà phẫu thuật thì mình mới phát hiện là họ có xơ gan, thì cái tỷ lệ phát hiện tình cờ có thể lên đến 6%. Và trong đó nếu mà trên những cái bệnh nhân phẫu thuật NASH, trên những bệnh nhân xơ gan thì tỷ lệ tử vong nó có thể cao hơn, có thể ghi nhận, người ta ghi nhận đến là khoảng 4%. Thì trong cái nhóm này gan nhiễm mỡ và gan nhiễm mỡ không do rượu thì mình không có phân biệt được, tại vì mình không có phân biệt được là họ là gan nhiễm mỡ không hay là gan nhiễm mỡ do rượu, tại vì nhiều khi bệnh nhân cũng không có công nhận, nhưng mà bệnh nhân cũng không có khai là họ có uống rượu, nên cái khuyến cáo chung là tất cả các bệnh nhân phải phẫu thuật là phải ngưng rượu trước cái thời điểm trước đó hết. Rồi đối với những cái bệnh nhẹ hơn, ví dụ như gan tự miễn, ứ sắc hay là Wilson, thì mấy cái này thì tương đối hiếm gặp. Thì nếu mà có một cái ca viêm gan tự miễn mà cần phải phẫu thuật đó, thì người ta cũng thấy rằng là những bệnh nhân viêm gan tự miễn gan còn bù thì phẫu thuật chương trình tốt. Thì đối với gan tự miễn đã được xác định đó, và họ đang điều trị đó, thì mình có thể cho cái tăng liều, mình có thể cho cái liều hydrocortisone trong cái giai đoạn chu phẫu, khi mà bệnh nhân đã được chẩn đoán xác định và có đang dùng cái prednisolone để điều trị cái gan tự miễn. Còn đối với cái bệnh ứ sắc á, thì người ta thấy rằng
mình nên được đặt, những cái bệnh nhân này phải đánh, cần phải được đánh giá cái biến chứng tiểu đường nè, bệnh cơ tim có thể ảnh hưởng trong cái quá trình chu phẫu. Chung là hoặc là cái nhóm Wilson thì mình phải đánh giá kèm theo những cái yếu tố về tâm tâm thần kinh. Nói chung với mấy cái nhóm này thì mình tương đối là hiếm Gặp gặp, hiếm gặp. cái xài đi penicillamine thì nó làm lâu lành vết thương thôi chứ không có gì Dạ. hết trơn. Dạ. Tóm lại nguyên cái phần này á, là cái nhóm em có thấy là viêm gan mãn là viêm gan mãn thường mình biết là là do virus, viêm gan B, viêm gan C mãn đúng không? Viêm Dạ. gan B và C mãn mà không có xơ gan, được như em là phải scan hoặc làm phi gì đó đánh giá không có xơ gan thì mình thoải mái, với điều kiện là ca này mấy em đã sử dụng thuốc và men gan nó ổn định ha, hoặc là men gan nó tăng nhẹ nhẹ, nó không phải viêm gan cấp, nó không phải viêm gan cấp, nó viêm gan mãn nhẹ nhẹ thôi, men nó tăng nhẹ thôi từ từ 100 lần, từ là dưới 3 lần, dưới 3 lần ha, thì men vẫn phẫu thuật được, không có cái nguy cơ gì hết. Mà nguyên nhân thứ hai thường gặp là viêm gan mãn do rượu á, thì người ta phải ngưng rượu trước khi mổ thôi chứ vẫn mổ được nếu nó chưa có xơ gan. Và thứ ba nữa là gan mãn do NASH, NASH là nó cũng là thường gặp, vô cùng. Em thấy em cứ tăng khoảng 50, 60, 60, 70 nó tăng người nhẹ nhẹ thôi á thì phẫu thuật cũng được, nếu mà trên lâm sàng không có, nếu mà em đánh giá ca này là không phải là xơ gan, vì xơ gan nó trong khi phẫu thuật nó chuyện nó hay chuyển qua mất bù, nếu mà em không đánh giá tốt nó có thể đẩy qua cái mất bù. Và còn những nguyên nhân mãn khác mà không phải đang được cấp, ví dụ viêm gan tự miễn, hemochromatosis, Wilson, đặc biệt đó là cái hemochromatosis thì nó chỉ có mãn thôi, bây giờ nó có những cái đợt cấp hết, nhưng mà viêm gan tự miễn hoặc là viêm Wilson thì nó có những cái đợt cấp, thì những cái đợt cấp đương nhiên là chống rồi, nhưng mà những cái trường hợp mà ổn định đang ở giai đoạn mãn tính thì mình vẫn xài phẫu thuật được. Như vậy là tóm lại mình có ba nhóm nguyên nhân thôi, một cái nhóm chống chỉ định tuyệt đối cẩn thận trong phẫu thuật chương trình đó là viêm gan cấp cho bất cứ nguyên nhân gì. Nhóm thứ hai là cái nhóm mà bệnh gan thay đổi tùy theo cái mức độ, thì đó gồm có xơ gan, gồm có mảng da tắc mập, thì trong này nó thay đổi, nó tùy theo thứ nhất là mức độ bệnh gan, nó thay đổi tùy theo cái nguy cơ phẫu thuật, loại phẫu thuật gì hay vân vân. Và cái nhóm thứ ba của mình là nhóm bệnh gan mà nhẹ, mình phẫu thuật mình không có sợ nguy cơ, là tất cả những cái bệnh lý gan mãn tính, nó những cái bệnh lý gan mãn tính mà không phải đang giai đoạn đợt cấp, những cái bệnh lý gan mãn tính mà mình vừa trình bày à, các bạn hay gặp đó, cái dạng này gặp nhiều lắm thì cái nguy cơ nó không có cao. Rồi đó là nguyên nãy giờ là nguyên cái phần đó đó, giờ qua tiếp đi, qua phần khác đi anh. Dạ, cái phần tiếp theo là tối ưu hóa điều trị. Thì ngoài việc đánh giá nguy cơ phẫu thuật thì tất cả các bệnh nhân bệnh mắc bệnh gan á, thì nên được đánh giá về sự hiện diện của cơ vàng da, tình trạng rối loạn đông máu, cổ trướng, thì bắt những cái rối loạn về điện giải hay là cái chức năng thận hay là cái bệnh lý bệnh não gan, thì nên được đánh giá những cái vấn đề này để mình tối ưu hóa thì có thể điều trị trước. Đúng. Tức là những cái bệnh nhân xơ gan á, những bệnh nhân có gan mà không thì mấy em phải điều trị, chuẩn bị trước cho người ta trước khi phẫu thuật. Ví dụ như vàng da thì phải làm cái gì, rối loạn đông máu thì phải làm cái gì, phải làm cái gì, rối loạn điện giải là làm cái gì. Tức là mình phải chuẩn bị trước hết những bệnh nhân mà có nguy cơ bởi giảm thực quản mình phải làm cái gì, mình phải chuẩn bị như thế nào trước khi mổ, chứ không phải những ca đang vậy mình đè ra mình mổ, đó là cái chuẩn bị. Rồi chuẩn bị trước phẫu thuật gồm những gì đi em? Dạ, còn thêm phần đó nữa hả chị? Em dạ em cái phần này em Không có nói. không có nói thêm, dạ em định kết luận. Vậy là xong rồi đó hả? Vì làm cái gì chứ, ví dụ như thuốc mổ mà rối loạn đông máu thì mình phải tiêm cái tiêm ca, nếu mà trường hợp tiêm ca hoặc là Em không có làm slide nhưng mà em nói thôi nha chị. ừ Dạ, ví dụ như những cái trường hợp mà nó có rối loạn đông máu á, thì nên phải trước khi phẫu thuật nên phải đẩy tiểu cầu đến 50.000. dạ, mình có thể tiêm cái phần tiêm vitamin, nếu mà có tình trạng rối loạn đông máu thì mình có thể, người ta nói nó nói là có thể tiêm vitamin K cho những trường hợp mà nghi ngờ thiếu vitamin K. À, tuy nhiên á, là cái huyết, nó nói là cái huyết tương hoặc là cái tủ lạnh không nên được sử dụng để điều chỉnh cái tình trạng rối loạn, BT hoặc là INE. Rồi cái đối với những cái trường hợp giảm tiểu cầu á, tiểu cầu dưới 50.000. Chưa nói cái xét nghiệm trước phẫu thuật, nên cái xét nghiệm trước phẫu thuật em phải làm bốn nhóm xét nghiệm này đầy đủ hết: men gan, ALP, GGT, bilirubin, albumin, INE,
bên cạnh đó phải làm luôn cả cái fibrinogen nữa, fibrinogen á, rồi nếu mà nó có rối loạn đông máu là phải mời huyết học, nó hiện hội chẩn huyết học để đẩy cái tiểu cầu trước mổ phải trên 50.000 tối thiểu, những cục lớn của tiểu cầu đạt 100.000, thì kéo dài phải dưới 3 giây. Còn cái điều chỉnh như thế nào á, đôi khi mình mời huyết học thì cái phần lần trước mình nói về rối loạn đông máu ở sơ gan nó rất là lộn xộn, nó không có đơn giản như mình nghĩ đâu. Đó là vấn đề rối loạn đông máu. Vấn đề thứ hai là vấn đề rối loạn nước điện giải, hạ natri, hạ kali, nhiễm kiềm là mấy cái vấn đề rất là thường gặp trên bệnh nhân bệnh gan. Thành ra em phải điều chỉnh cái này không để đẩy vô bệnh não gan. Rồi bán bụng thì làm gì? Nếu bệnh nhân bán bụng mà phải mổ mà mời mình lên thì mình giải quyết làm sao? Thì bán bụng nếu mình không can thiệp thì nguy cơ đó là gì? Sau đó sẽ bung vết mổ, đúng không? Nó có khuyến cáo đối với những cái trường hợp mà bán bụng mà mình bắt buộc phải mổ luôn thì nó cho chọc hút trên lượng lớn, chọc máu trên lượng, và kết hợp với sử dụng albumin 6-8 gram trên 1 lít dịch lấy ra tháo dịch. Còn nếu mà tháo không hết vẫn còn thì trong khi mổ là họ đương nhiên khi mổ banh bụng ra đã chảy dịch ra hết trơn rồi. Và nhớ là tuyệt đối không sử dụng aminoglycosid, không sử dụng NSAID, không sử dụng metoclopramide. Metoclopramide là cái gì ạ? Là Rembrandt đó đúng không? Dạ đúng rồi. Sử dụng NSAID, không sử dụng aminoglycosid. Rồi nữa, nguy cơ gì nữa? Bệnh nhân mà có giãn động mạch thực quản, nguy cơ vỡ giãn động mạch thực quản thì sao? Thì cẩn thận coi chừng khi mà mổ truyền dịch nhiều quá hoặc sau đó truyền dịch nhiều quá thì bệnh nhân sẽ vỡ đó. Thì nếu đơn thuần mình đó, thì mình sẽ là soi, mình kiểm tra trước. Dạ. Thắt luôn. Dạ, mình thắt luôn, mình thắt dự phòng luôn. Vừa luôn. Ha. Còn có đúng một không? Có một em đọc có một đoạn nó nói là những cái đặt tiếp trước phẫu thuật đó, trên những cái bệnh nhân này thì nó thấy là cái lợi ích nó cũng không có cao hơn. Đặt tiếp thì mình sợ nguy cơ gì biết không? Nguy cơ bệnh não gan. Não gan. Sợ bệnh não gan. Thế là có những cái vấn đề đó là tự can thiệp trước và chuẩn bị trước mổ đó. Yeah. Ví dụ họ mời cái này mình lên, còn sau mổ thì theo dõi cái gì? Sau mổ là sợ nhất là gì? Sợ nhất là tình trạng nhiễm trùng mất mùi, cái là đông máu. Còn có theo dõi lâm sàng, theo dõi cận lâm sàng, theo dõi men gan, theo dõi bilirubin, theo dõi đông máu. Ha? Lúc nào cũng có, ít nhất là phải có men gan, ít nhất phải có bilirubin và prothrombin thai. Ba cái đó là cái tự nhiên sau mổ men gan tăng bọt lên nó mời mình hội chẩn thì sao? Thì men gan tăng này nó có những tình huống sau. Nếu mà trước mổ men gan không tăng, tự nhiên sau mổ tăng bọt lên, thứ nhất là do thuốc, thứ hai là tổn thương gan do thiếu máu, trong quá trình mổ thiếu máu giảm thì đó nó men gan nó tăng lên. Đó là hai nguyên nhân thường gặp nhất. Trước mổ đang bình thường, tự nhiên sau mổ em làm lên thì cái viêm gan do thuốc. Thuốc ở đây là thuốc sử dụng, có thể là thuốc mê, đúng không? Thuốc mê hoặc là thuốc bác sĩ cho, hoặc là do thiếu máu trong quá trình phẫu thuật mà men tăng bùng lên, là hai nguyên nhân thường gặp nhất. Để mình tìm nguyên nhân gì, chứ ít khi mà trước đó là sau đó nó tăng lên là do viêm gan BC hay gì á, viêm gan B hoặc A gì thì nó ít. Không. Da. Xuất hiện vàng da cái này có thể là vàng da trong bệnh cảnh viêm gan cấp kèm theo men gan tăng. Vàng da này là bệnh nhân là dấu hiệu bùng, dấu hiệu mất bù của gan. Đúng không? Vàng da, bệnh não gan, bán bụng. Nó xuất hiện, diễn tiến nó xấu hơn là đó, hiện tượng mất bù của gan trong cái bài mất bù gan mình học đó. Thì mất bù gan là do gì? Do thuốc mình sử dụng, do quá trình mình phẫu thuật làm giảm tí máu gan, đúng không? Là hai nguyên nhân thường gặp nhất nó đẩy tới mất bù. Kiểm tra chức năng thận luôn luôn, sau phẫu thuật là phải có chức năng thận nha, chức năng thận phải kiểm tra cẩn thận. Thành ra sau phẫu thuật phải có men nè, bilirubin nè, TQ nè, ha, và gì là cái creatinine. Đó là những cái tối thiểu. Còn đương nhiên khi bệnh nhân xuất hiện những gì được thì mình phải theo dõi. Theo dõi thì sao? Theo dõi bao lâu? Theo dõi một lần. Ngay sau mổ theo dõi một lần. Nếu mà sau mổ theo dõi mình thấy ok không có gì hết thì có thể là 2-3 ngày mấy em theo dõi, đúng không? Một ngày mình phải theo dõi hết thì cái men nghe pin mà dinh em đôi khi ngày để thì nó coi mất bù sau mổ nhiều lắm, mất bù sau mổ để bệnh nhân tử vong rất là nhiều. À, một trong những nguyên nhân mất bù mình học hôm bữa là xem cái phẫu thuật nữa đó.
Rồi Thanh còn muốn nói gì nữa không? Dạ hả? Là cái phần cái bài nó em coi trên UpToDate thì nó tới đây cái nó dạ cái cá tới đây. Trước mổ chuẩn bị xong, mổ theo dõi xong, mổ theo dõi xong, mổ mấy em nhớ lại đầy đủ thêm creatinin kích thận á. Ra là sợ nhất là cái suy thận nha, hoặc là phẫu thuật sau những cái phẫu thuật mà liên quan đến vấn đề tắc mạch, nó cũng sợ nhất là suy thận. Rồi kết luận tóm tắt. Tại cái tên của nó là đánh giá trước phẫu thuật ấy, nên em quên, em nói chung em không có để ý và cái phần theo dõi sau phẫu thuật nên em không có làm thêm. Trong cái bài khi em viết cái tủ luận thì em nhớ viết thêm đánh giá trước phẫu thuật, chuẩn bị trước phẫu thuật và theo dõi sau. Dạ. Dạ. Rồi các phương pháp VT. Các phương pháp VT, gây mê, cái con gây mê đây mặc dù phải chuyên khoa của mình nhưng mình cũng phải biết là gây mê GT loại nào thì nó nguy cơ bệnh gan, mình cũng phải biết sơ sơ để khi mình hội chẩn thì nó có ba yếu tố liên quan đó, thì vấn đề gây mê, vấn đề bệnh gan và vấn đề loại phẫu thuật. Thành ra trong cái các bài nó sẽ có thêm các phương pháp gây mê GT nữa thì mình viết nó mới đủ 15-20 trang, còn không có đủ thêm phần nữa. Tóm lại đi. Dạ, tóm lại thì nó khuyến cáo mình là phải điều trị nội khoa tối ưu ở tất cả các bệnh nhân có bệnh lý về gan. Có thể là mình phải chỉnh lại những cái bất thường về điện giải rồi điều trị cái bệnh lý bệnh não gan, tối ưu hóa cái quá trình rối loạn đông cầm máu. Thì tác dụng của gây mê và phẫu thuật đó với gan đó, nó phụ thuộc vào cái loại gây mê được sử dụng, các thủ thuật phẫu thuật chuyên biệt và cái mức độ bệnh nặng của bệnh gan. Các biến cố chu phẫu như là tụt huyết áp nè, nhiễm trùng nè, hay là sử dụng các loại thuốc gây độc khối gan và có thể làm phối hợp tổn thương sạn gan trong cái quá trình phẫu thuật. Nhắc lại tuyệt đối không sử dụng NSAID. Thứ hai là aminoglycosid là hai, thứ ba là metoclopramide. Đó, nhớ mình cái thuốc đó là hạn chế sử dụng. Có bệnh lý gan vì nó ảnh hưởng đến chức năng thận rất là nhiều. Rồi thì các thang điểm đã được trình bày như là thang điểm Chilbert, thang điểm Smilkor thì nên hoặc là cái kết hợp với ASA để ra các thang điểm Majoris thì nên được ước tính để ước lượng cái ước tính cái tỷ lệ tử vong do phẫu thuật trên những cái bệnh nhân có bệnh lý gan. Rồi nhớ giúp tôi ba cái thang điểm để đánh giá, để chai thứ hai là Mayo score và thứ ba là mình Mayo score để mình đánh giá. Mình chỉ cần biết có ba cái thang điểm đó nha. Thành ra khi bệnh nhân tiếp cận sơ gan là tôi tính điểm, tôi không phải nhìn vào men gan, không nhìn vào bilirubin, không nhìn vào cái gì hết á, tôi tính điểm và tôi tính yếu tố nguy cơ. Rồi thì cái nhóm mà bệnh nhân phẫu thuật, cái nhóm mà phẫu thuật chương trình hay là phẫu thuật bán phẫn á, thì mình sẽ chống chỉ định ở những bệnh nhân viêm gan cấp, suy gan cấp, viêm gan do rượu, bệnh lý mãn tính, bệnh viêm gan mãn. Viêm gan cấp, suy gan cấp ở đây muốn bao gồm luôn cả cấp trên nền mãn luôn nghe mấy em nha, hoặc là suy cấp trên nền mãn luôn. Tóm lại là cái gì mà có cấp trên nền mãn là hạn chế phẫu thuật chương trình. Phải cho nó qua cái giai đoạn cấp đã rồi tính tới đâu thì tính nha, trừ trường hợp phẫu thuật khẩn cấp. Trừ trường hợp phẫu thuật khẩn không mổ cũng chết, mà mổ thì cũng chết, không mổ cũng chết thì mình phải đánh giá và mình phải chuẩn bị cho thật tốt thì thôi. Chứ còn những tình huống mà mình phải trì hoãn được thì mình nên trì hoãn. Và mấy cái tình huống này tôi gặp hoài là những cái bác sĩ và phẫu thuật á, là họ sẽ gửi đến họ nhờ hội chẩn, họ đề nghị mình thì mình sẽ nói là thôi nếu được thì chờ cho tôi điều trị ổn định cái men gan cho nó ổn đi đã, khoảng là 3 tháng hoặc là men gan nó bình thường rồi, nếu mà phải mổ gấp quá thì em phải ráng cố gắng đưa men gan về bình thường. Men gan bình thường ít nhất là 2 tuần sau thì mình có thể là cho mổ được. Đương nhiên là men gan bilirubin tất cả bình thường, trong cấp thì thường thường là mình phải đẩy cái men gan nó về bình thường. Đó như những cái bệnh để bệnh nhân được cái phân loại mà chai E hoặc là cái smell mà dưới 10 điểm á, thì hầu như là mình cho phẫu thuật tốt. Đó với những cái trường hợp mà chai B hoặc là cái điểm Mayo score nó từ 10 đến 15 á, thì mình nên cũng phải chuẩn bị kỹ lưỡng trước phẫu thuật, ngoại trừ cái trường hợp phải trải qua phẫu thuật cắt gan hoặc là các phẫu thuật tim.
khuyến cáo của họ. Những cái phẫu thuật cắt ra vào những tim thì ngay cả JB hoặc là Real Score từ 10 đến 15 á, thì nó cũng nguy cơ rất là cao nha mấy em. Nhưng mà có đôi khi nó phải cậy, tôi phải làm thôi. Thì nếu mà phải làm thì mình phải báo trước cái nguy cơ cho bệnh nhân biết ha. Nhưng mà nói tóm lại là mình ở JA mình phẫu thuật là an toàn nhất. Có những tình huống mình vẫn làm JB được. JB là tùy thuộc vào loại phẫu thuật, tùy thuộc vào loại phẫu thuật mà mình sẽ cân nhắc. Còn nếu mà JC á, hoặc Real Score trên 15 á, thì gần như là chống chỉ định phẫu thuật, nhưng mà nếu phải phẫu thuật thì phải chấp nhận nguy cơ tử vong bao nhiêu đó mình báo trước. Dạ, cái phần đánh giá nguy cơ phẫu thuật ở bệnh nhân xơ gan của em trình bày đây là hết rồi. Các bạn có thắc mắc gì không? Bác nắm hết chưa? Nắm hết chưa? Chứ không phải ta đưa có tới ta mời hội chẩn cái mình nói ca này men gan to cao quá tôi không phẫu thuật là không có đúng. Mình phải chẩn đoán là cái bệnh gan gì, đúng không? Bàn luận với người ta. Mấy bạn có thắc mắc gì không? Các bạn nào thắc mắc thì thắc mắc đi, giải thích luôn lòng rồi về nhà nắm những cái ý chính đó thôi. Nói chung phải nắm những cái ý chính. Là trong này có một số bạn dân là chuyên khoa đó, dân chuyên khoa tiêu hóa hay đi hội chẩn đó. Này mình đi hội chẩn cho đúng. Hồi trước bây giờ Thành có đọc cái này chưa? Dạ có đọc, nói chung thì cũng biết về mấy cái thang điểm, nhưng mà đọc phân tầng về mấy cái phẫu thuật thì em mới đợt này em mới đọc kỹ lại hơn. Thì có hay đi hội chẩn mấy cái này không? Dạ cũng không có nhiều, cũng ít, thỉnh thoảng thì vẫn có thì không. Thường thì họ cũng chỉ dựa vào cái men gan thôi, thì cái họ mời thì mình lên mình cũng phải đánh giá lại, cũng cho làm lại hết một mớ xét nghiệm. Mà tại vì mấy cái xét nghiệm tiền phẫu thì họ cũng đã làm căn bản về BC này nọ hết rồi, thì mình cũng tầm soát lại coi có vấn đề xơ gan còn bù hay không thì mình tiên lượng. Dạ chung em cũng không gặp nhiều. Mấy em còn có ý kiến gì nữa không? Đặc biệt là bệnh viện nhân dân gia đình đó, mà mấy em biết tôi trình cho bệnh viện cái bài này từ hồi năm nào không? Tôi trình cho bệnh viện này từ năm để có cái bài mà tôi soạn. Tôi trình cho bệnh viện nhân dân gia đình về cái vấn đề này cách đây chứ cũng phải mười mấy năm rồi, từ 2000 mấy không biết. Lâu đó chứ, nó rất là lâu lắm rồi nha. Chắc cũng phải mười mấy năm từ hồi tôi còn làm mẹ gia đình đó. mười mấy đến 20 năm á, thì khi mà tôi trình cái vấn đề này lên á, thì sau đó bệnh viện nhân dân gia đình tất cả những cái trường hợp mà phẫu thuật mà có liên quan mà thấy có cái vấn đề về gan á, thì họ sẽ hội chẩn mình. Tức là khi mình ngồi mình duyệt mổ á, thì gồm có mình này, bác sĩ về ngồi duyệt mổ bên cạnh bác sĩ về phẫu thuật với bác sĩ gây mê á, thì họ sẽ mời mình. Và hầu như những cái buổi duyệt mổ thứ tư hàng tuần mà những cái ca dính đến gan tôi đều phải ghi vào trong hồ sơ bệnh án hết. Sau khi mổ là mình phải theo dõi hết. Ra cái vấn đề này là tôi đã trình bày rất là lâu rồi. Một số bệnh viện thì mấy em cứ thấy là sau khi mổ tự nhiên nó mất bù. Lý do là trước mổ mình không đánh giá được, mình không đánh giá được. Bệnh em nhớ mấy cái xơ gan đôi khi men gan nó không có tăng. Mình chỉ là men gan không thôi thì mình sẽ bỏ sót á. Cũng may là cái viêm gan cấp men gan nó tăng, thành ra họ sợ họ không dám mổ. Thành ra đôi khi mình đi hội chẩn mình phải chẩn đoán, mình ghi rất nguy cơ rất là rõ để cho các bác sĩ họ chọn lựa cái phương pháp phẫu thuật. Mình bàn luận với họ xem có chọn lựa cái phương pháp phẫu thuật nào hoặc là phương pháp gây mê nào tối ưu cho bệnh nhân. Có những cái tình huống nó đơn giản, người ta không có mổ, mấy em mất cười lắm. Có những cái tình huống men gan khoảng 6 mấy, 7 mấy, 8 mấy, mình chẩn đoán là NASH hoặc là mình chẩn đoán ca này là viêm gan B đó, mình sử dụng thuốc đặc trị rồi mà men gan nó kèm thêm cái gì còn hơi tăng nhẹ thì người ta không có chịu mổ, ta cũng không có chịu mổ. Mình thường ghi vào đó, mình thường ghi là những cái tình huống này nguy cơ thấp, bệnh nhân có thể mổ được thì họ mổ. Còn nếu mà những cái tình huống đó mà người ta có thể trì hoãn, người ta không có cần phải mổ gấp á, thì đôi khi mình trị luôn cho men gan về bình thường thì họ mổ cho an tâm. Thường mà cái men gan mà viêm gan B mà còn có hơi tăng là còn thêm cái nguyên nhân gì đó, nó chưa có ổn, men gan nó mới còn tăng. Và thường gặp nhất là NASH, nó chồng lên cái viêm gan B. Thường gặp nhất là NASH với viêm gan B là người ta không có mổ, người ta thử HBSAG tính thấy men gan hơi tăng nhẹ là cũng không có mổ. Thì những trường hợp đó họ sẽ hội chẩn với mình.
thì mình sẽ điều trị cho nó men gặp bình thường. Còn nếu mà mình họ biết mình là cái, nếu mà họ đánh giá em là một cái chuyên gia rồi họ tin tưởng em 100% thì em kêu mổ là họ mổ. Nhưng mà nếu mà đôi khi mấy em nhỏ, mấy em chưa có cái tầm á, thì mấy em nói mổ người ta cũng không dám mổ, trừ khi mà cái men gắn về bình thường gặp bình thường luôn ta mới dám mổ. Là nó đôi khi ở một số cái bệnh viện, đặc biệt những cái bệnh viện mà không chuyên khoa nội á, như là tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt vân vân á, họ hay mời mình hội chẩn. Họ là phẫu thuật, nhưng mà cái phẫu thuật gì mấy em biết không, phẫu thuật là thẩm mỹ à bà, cái phẫu thuật thẩm mỹ á, rồi rồi họ xét nghiệm ra họ thấy me ta, họ sợ lắm, họ sẽ mời mình hội chẩn mình cho một ô, ví dụ như đi cắt mắt, mang ngực, sửa mũi vân vân, họ cũng làm xét nghiệm, họ thấy hơi tăng họ cũng dám làm, thì họ đem đến cho mình thì mình sẽ ghi vào đó là bệnh nhân có thể làm được, thì bệnh nhân an tâm thì người ta sẽ mổ. Thì mấy cái này cũng rất là quan trọng đối với những cái bạn mà dân chuyên khoa tiêu hóa, sau này mình ở cái tầm cao hơn người ta mời mình hội chẩn á, thì mấy em cũng có dựa vào cái này. Còn những cái bạn nào không phải chuyên khoa thì mình cũng biết mình mổ không phải dựa vào men gan, mình mổ mình dựa vào nhiều vấn đề khác nữa, mình ra mình có người nhà hoặc là mình có bệnh nhân của mình thì mình có thể mình đánh giá ha. Mình cũng biết để mình đánh giá, dù sao mình là chuyên khoa 2 rồi thì cái tầm của mình nó sẽ cao hơn, cái kiến thức của mình nó sẽ cao hơn một chút xíu. Thành ra cái bài này tôi chọn cho mấy em trình là vì vậy đó. Rồi mấy em có thắc mắc gì không? Cái này chắc có lẽ mới hơn với mấy em, nên có thắc mắc gì không? Hơi sâu với quý bạn. Hơi sâu, không có sâu gì đâu, sơ gan học rồi, viêm gan mãn học rồi, viêm cấp cũng biết rồi, mất bù cũng biết rồi, có cái gì đâu mà sâu. Cái gì mình cũng biết, cái gì mà mình biết cũng có mất đi, biết sơ sơ cũng được, sau này mà cần thì mình lật ra mình coi lại. Đi thi thì chỉ hỏi có mấy cái thôi, tại vì mấy em thi chắc thi là không có giới hạn, thi mấy cái gì mà nãy giờ tôi nói mấy em nghe đó đó, cái nào là chống chỉ định, cái nào là nguy cơ thay đổi, cái nào là nguy cơ chống chỉ nguy cơ thấp, rồi đánh giá mà trước khi phẫu thuật thì mình đánh giá cái gì, có dựa vào cái gì, ví dụ sơ gan thì dựa vào cái gì, bên cạnh me chai với thì mình có thêm cái thang điểm nào nữa đúng không, ví dụ như là phẫu thuật trên bệnh nhân mà tắc mật có thì mình dựa vào ba cái chỉ số gì, thi đề mở ha, thi đề mở lập thoải mái cho mấy em thi trắc nghiệm mà thi online mà gì đâu lo ha, từ đây đến cuối năm là thi online hết, thành ra bài nào cũng có thể thi chút 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 vậy đó. Coi mấy em có đi học không, mấy em đi học ha, mấy em ngồi mấy em nghe, mấy em ngồi lập cái slide của Thanh tôi đố mà mấy em nắm được cái gì á, lập cái slide của Thanh lên là như một cái đám rừng luôn, học không hiểu luôn. Thứ nhất là tiếng Anh không nắm nữa, thứ hai không phải chuyên khoa nên đọc miễn hiểu, ra trình chuyển đề chịu khó nghe, trừ trường hợp tôi đi chống dịch à, tôi phải trực hay gì thì thôi mình phải cố gắng, hoặc là trường hợp nào mà mình không học được thì mình nhờ những cái bạn trong khoa trong ấy của mình á, mình khó thâu âm mình ngồi mình nghe lại chút xíu, mình nghe mình không bổ bề ngang mình cũng bị bổ dọc ha. Rồi mấy bạn còn thắc mắc gì nữa không? Không thắc mắc nữa thì nghỉ ngang. Rồi lần sau mà chọn bệnh trình bệnh án chuyên khoa 2 với chuyên khoa 1 làm chung luôn. Thành ra hỏi các bạn chuyên khoa 1 mà có bệnh án gì trình đó thì trình luôn, lựa mấy cái bệnh án nào mà nó có vấn đề chút xíu, và những cái nào mà nó quá dễ rồi mình đã trình rồi mà không có vấn đề gì thì mấy em bỏ qua. Nếu mấy em nói coi em tìm không ra bệnh án nào thì mình có thể trình chuyên đề tiếp ha. Còn nếu mà các bạn mà có bệnh án đặc biệt nội trú luôn, nội trú nếu có bệnh án gì hay thì mấy em trình luôn nội trú nha, các nội trú á. Rồi cái phần này cái chuyên đề này nó hơi sâu quá là không ai có thắc mắc gì hết phải không? Rồi không có thắc mắc gì hết thì mình nghỉ nha. Dạ cảm ơn chị. Dạ cảm ơn chị. Giờ chị Hương mới thấy chị Hương im lặng luôn. Chị Hương đâu rồi? Chị Minh. Dở mặt lên, mở mở cam lên đi cho nó nhìn chị. Mở lâu không gặp nhau mở cam lên, lần sau mình chuyên đề mở cam lên hết, Cam lên chị. mở Đó. kín hết cho biết mặt. Dạ. Rồi chào mấy em. Dạ chào chị. Dạ. Bye bye.